Hello guys, cô phương xin chào tất cả các con. các con yêu quý trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử sức với đề thi thử của trường chuyên thái bình nhé. đây là một đề thi rất là hay các con đây là một đề thi rất là hay cô nghĩ là đây là một đề thi có thể nói là cũng rất là sát với đề thi trung học phổ thông quốc gia năm nay của chúng ta. Vì thế cho nên là thật là vinh dự tối nay chúng ta được chữa cái đề thi thử của trường chuyên Thái Bình không biết là ở page của cô Phư thì có bạn nào ở trường chuyên Thái Bình không ạ? Có bạn nào ở trường chuyên Thái Bình không các con? Có không ạ. Ok. Buổi tối ngày hôm nay mình sẽ chữa đề thi thử của trường chuyên Thái Bình nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ chỉ chữa cho cô là tất cả các câu trừ hai bài đọc hiểu. Yeah. trừ Trừ uh, 12 câu đọc hiểu ra thì còn lại là cô sẽ chữa cho các con 38 câu trong buổi ngày hôm nay nhé. Phần đọc hiểu thì cô tách riêng bởi vì lý do là ở phần đọc hiểu chữa ở trên page thì nó không được hiệu quả lắm. Vì thế cho nên là cô sẽ tách riêng. Uh, phần đọc hiểu này hôm nay chúng ta có là của uh, đề của trường chuyên Thái Bình và tiếp theo là đề của trường chuyên Lam Sơn nữa. À, thì uh, với hai bài này cô sẽ upload trên YouTube rất là sớm thôi cho các con ha. Đấy chưa? Ok. Các bạn top fan, à? các bạn top fan yêu quý của cô Phương, Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Buổi tối hôm nay buổi tối thứ bảy cuối tuần. Uh, các bạn uh, nhớ giúp cô một điều như sau, đó là ngày mai nhá, vào ngày mai thì uh, web của chúng ta là sẽ mở cửa với lại là cái đề đầu tiên trong loạt 20 đề tham khảo của cô Mai Phương Đấy ạ, cô tự biên soạn 20 cái đề này, Đấy. thì ngày mai là web của mình sẽ bắt đầu thử cái đề đầu tiên và để chào mừng cái đề đầu tiên này ấy thì cô Phư có đưa ra một cái món quà nhỏ như sau. Ngày mai web mình mở cửa tự do với cái đề số 1 này. Bất kỳ con nào kể cả là các con có khóa học của cô Phư hay là chưa có khóa học cô Phư thì chúng ta lên trên web chúng ta cũng sẽ thi được cái đề này ha. Thì yeah. dạ, à, chúng ta thi cái đề này giúp cô và sau đó là mình sẽ có bảng xếp hạng và ở bảng xếp hạng này thì top 30 bạn có điểm số cao nhất để thi này cô sẽ tặng một cuốn sổ cô ma phư. Thì yeah. dạ. À, vì thế cho nên là hôm nay là cô là là hôm nay là cô không có bài ở lớp vip 90 mà thực tế là vip 90 hôm nay cũng là coi cái bài chữa của đề chuyên thái bình này luôn Dạ, để chúng ta gọi là chuẩn bị luôn cái um, gọi là cái tâm trí cũng như là tất cả mọi cái thứ rất là giống với cái đề thi ngày mai Được chưa ạ? Để mình ngày mai mình làm cho thật là tốt, thử sức với cái đề số 1 trong loạt 20 đề tham khảo cô Phư xem là đề thi như thế nào Được chưa ạ? Chắc chắn là ở phần đọc hiểu của cô Phư là đề cũng sẽ hơi khoai một chút đấy các con ạ. Nhá, đề sẽ hơi khoai một chút đấy ạ. Không, không hề đơn giản. Ở đây cô nhắc lại đó là như cô đã thông báo từ trước thì hai cái bài đọc hiểu trong đề thi này là cô Phư nghĩ ra hoàn toàn Vì thế cho nên là các con sẽ không thể nào trúng tủ được ở hai cái bài này Đấy ạ, không trúng tủ được Vì thế nên là mình sẽ cùng thử sức thử xem là đề đến mức độ nào nhé Yeah. để xem ra mình đạt được cái mức điểm nào Cô nghĩ là với cái đề thi ngày mai Nếu như các con được 8 Thì đi thi các con sẽ ở mức 8 rưỡi ạ? Yeah. Nếu các con là thi bài thi ngày mai được 8,5 Thì đi thi các con có thể được 9 À, ngoài ra mình có thể là cộng thêm một chút Nếu như các con tham khảo thêm các khóa học của cô Phư ấy Thì khi đi thi mình còn có thể tăng thêm một chút nữa Được ạ? Yeah. Ví dụ như là ngày mai được 8 Đi thi có thể được 9 Đấy, ngày mai được 9 thì thi có thể được 9.6 hoặc 9.8 ha Còn nếu mà để được 10 thì thực sự nó cũng là một cái điểm rất là tròn chính Là sẽ đòi hỏi chúng ta là phải có một cái sự xuất sắc nhất định Mình có thể đạt được cái điểm số tối đa như vậy Đi ạ Nào bây giờ thì mình sẽ cùng thử sức với đề thi tối nay các con nhé Đủ con số rồi chúng ta sẽ bắt đầu được chưa ạ Tối nay chúng ta sẽ chữa đề thi tử của trường chuyên Thái Bình Ok Cô thấy là chúng ta còn có cả đề thi tử của trường chuyên Lào Cai rồi đúng không ạ Ok, chúng ta sẽ cùng thử sức dần với đề thi của các trường và đồng thời nữa là cũng thử sức thêm với đề thi của cô Phư biên soạn đấy nhé. Ok, các con yêu quý chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Ok, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Tối nay cô Phư sẽ chữa chúng ta đề thi trường của trường đề thi thử cho kỳ thi trường học quốc gia năm 2020. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đúng không ạ? của trường chuyên Thái Bình nhá. Chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Các con comment giúp cô xem câu số 1 và câu số 2 của đề này các con sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì ạ? Câu số 1 và câu số 2 mình lựa chọn đáp án gì ạ? Chúng ta sẽ cùng xem với nhau nhé. Câu số 1, cách đọc đuôi ss khá là cơ bản, được chưa ạ? Feel. Feel. Nào cái âm cuối cùng của chúng ta là âm l đúng không Feel thì nó không phải là is và nó cũng không phải là s bởi vì là nếu mà là âm s, thì phải là f k p t và âm s thế bật ra là s ví dụ như từ look này âm cuối là âm k, thì bật ra là s này đúng còn feel này thì chỉ là z thôi here ear âm cuối nó là ear thì cũng là bật ra là chữ z and âm cuối là d thì cũng bật ra là z như vậy câu này mình khoanh nào mà đúng là đáp án c Câu hỏi này rõ ràng rất là dễ đúng không ạ? Lớp 9 thì cũng làm được, cấp 2 cũng làm được, đúng không? Câu số 2, zone khi cái này là âm âu đúng không ạ zone tiếp tục dan á à, dan tone âm âu và bone xương cũng là âm âu như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta là đáp án b cả hai câu này có lẽ là mình chỉ là mất uh, một phút thôi được không? rồi câu số 3 và câu số 4 của chúng ta sẽ là gì ạ câu số 3 đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ nào liên quan đến cái đuôi ơ này được chưa nào nhớ giúp cô đó là cái đuôi ơ này của chúng ta nếu như chúng ta là âm ơ này thì nó là âm qua thì nó luôn luôn là âm tiết nhẹ. Nhưng nếu như nó là âm ơ như thế này thì nó lại là âm tiết mạnh. Được chưa ạ? Và thường nhận trọng âm và bình và nhận trọng âm bình thường. Đó, chỉ có âm tiết này là âm tiết là chúng ta sẽ không bao giờ nhận trọng âm ví dụ như từ này. Enter. Enter thì cái này nó là âm ờ và trọng âm không nhận trọng âm vào cái âm thờ này. Vì thế cho nên là cái câu này của chúng ta đó là enter trong âm rơi vào âm tiết thứ nhất ạ nhưng những từ còn lại thì nó lại không phải là âm ờ này mà nó là âm ờ này prefer infer suy luận ra hoặc là refer đề cập tới thì những câu này nó lại là ờ và cái ờ này nó không phải là ờ này đấy cho nên là câu này mình uh, câu này mình sẽ khoanh đáp án b giúp cô bởi vì là những đáp án a c và d của chúng ta đều là âm ờ còn âm này là với âm xua này được chưa cho nên là những câu này trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ hai còn đáp án b trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất cho nên câu này cô khoanh b được chưa À, tiếp theo cô có câu số 4 này Đáp án A tính từ 3 âm tiết Difficult, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất Optional, no không ảnh hưởng Option trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất được chưa no, Beautiful, tính từ ba âm tiết này Beautiful, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất luôn Cho nên là ở câu số 4 này cô sẽ khoanh si Với từ important Nào important thì đây là tính từ ba âm tiết Những âm tiết đầu của chúng ta đã là, là âm y hoặc âm ơ Đều là âm tiết nhẹ cả Cho nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai giúp cô Đấy chưa ạ Đấy. Nó không phải nhấn trọng âm vào chữ y này Nó, Important, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai ạ Ok Cái này cô đã hướng dẫn trong bài ngữ âm và trọng âm rồi Không biết là chúng ta đã học cái tiết này kỹ chưa nhỉ Cô đã hướng dẫn chúng ta phần âm và trọng âm cũng khá là kỹ rồi ấy. Con nào chưa coi thì coi lại đi nhé. Thế câu này mình đã có đáp án đúng cho bốn câu đầu tiên rất là ngọt ngào. Bây giờ sang câu số 5 nhé. No report can the unspeakable suffering that this pandemic has caused. Một câu hỏi liên quan một chút đến covid 19 đúng không ạ? Không có cái báo cáo nào mà có thể cái gì đấy đó là những cái sự thiệt hại không thể nói được mà cái dịch bệnh này đã gây ra. Dạ. Yeah. Thì ở đây chúng con chúng ta có gì? Alleviate, cause, convey và endure. Alleviate nghĩa là giảm nhẹ. Yeah. Cause là gây ra. Convey nghĩa là truyền tải. Và endure, có nghĩa là chịu đựng. Câu này chúng ta đáp án gì các con nhỉ? Đáp án gì là phù hợp trong câu này ạ? À? Không cái báo cáo nào có thể truyền tải được hết đúng không? Đáp án đúng của chúng ta câu này sẽ là đáp án C. No reports can convey The unspeakable suffering that this pandemic has caused. Yeah. Rồi bây giờ sẽ là câu số 6 nhé. Coming into the classroom, the teacher saw Ờ uh, gì đây? Saw cái gì đấy? Um, các con đợi cô một xíu để cô kiểm tra lại cái đề. Đề chỗ này là gõ là chắc chắn là hơi có vấn đề một chút rồi đúng không ạ? The teacher saw a gì đấy ạ? Con đợi cô một xíu nhé. Alright, cái từ này của cô đó là từ C. <laughs> okay, coming into the room, the teacher saw a C warm smiles. Được chưa? Thì câu này đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì các con nhỉ? Đó là khi mà bước vào phòng thì người giáo viên nhìn thấy là một biển luôn. Đó là những cái nụ cười ấm áp, đúng không? Đó nghĩa là những cái nụ cười ấm áp của các con là để chào đón giáo viên của mình đúng không? Thì sẽ là a C A sea of đúng rồi ạ. A sea of warm smiles. Đấy ạ, đó là một biển đó, một biển những cái những cái miệng cười rất là xinh đó, rất là ấm áp. Ok chưa ạ? Dạ. Rồi câu số 7 nhá. He has been described as the as the gì ạ? Colossus of the technology world. Đấy, cái câu gốc của cô là nó sẽ là as the cộng với Colossus of the technology world. Được chưa ạ? Dạ. Thì câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì các con nhỉ? Câu này là câu hỏi từ loại đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án gì ạ? Đáp án gì thì phù hợp với con nhỉ? Đây là một cái người khổng lồ rất là sáng tạo trong thế giới công nghệ, đúng không ạ? Thì câu này mình có dơ rồi và mình có danh từ Colossus rồi, đúng không? Mình đã có danh từ rồi thì chỗ này là sẽ là cần thiếu một tính từ để bổ sung nghĩa cho cái danh từ này thôi, đúng không? Tính từ của chúng ta ở đây sẽ là đáp án gì ạ? sẽ là đáp án C được rồi creative creative colossus of the technology world Đấy là anh ta đã được miêu tả như là một cái người khổng lồ rất là sáng tạo của cái thế giới công nghệ này tính từ bổ sung nghĩa như thế này thì đây mình có trạng từ đây là động từ đây là danh từ danh từ thì cũng phải không phải là người tạo ra được chưa câu số 8 it is common knowledge that cats can see in dark nào cái cái cấu trúc mà it is common knowledge that thì sẽ mang nghĩa là gọi là ai cũng biết rằng đúng không ai cũng biết rằng là mèo có thể nhìn được ở trong bóng tối yeah. thì ở đây trong bóng tối của chúng ta thì mình có cần điền mạo từ hay không và mình sẽ điền mạo từ ơ ân hay là dơ hay là không điền mạo từ ạ nào dark của chúng ta là trong bóng tối là nó đã xác định được rồi cái từ dark này luôn luôn có dơ bao giờ cũng sẽ là in the dark Dạ yeah. các con nhớ giúp cô cái này nha. bao giờ cũng sẽ là in the dark yeah. in the dark In the sky Ý là như vậy Trong bóng tối Ok dạ yeah. Alright Bây giờ sẽ là câu số 9 nhé Health workers are at higher risk From a novel coronavirus They come into contact with patients More often than the general public Này những cái nhân viên y tế Thì gặp phải cái nguy cơ nhiễm bệnh Mà cái con virus này Với tính từ novel chúng ta nghĩa là chưa từng có Đấy yeah. ạ. À, có cái nguy cơ cao hơn là bị nhiễm cái bệnh virus corona là chưa từng có này Đấy, sau đó là họ là tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn so với lại là cộng đồng yeah. thì ở đây sẽ là gì? even though là mặc dù in spite of là bất chấp yeah. in that đó là trong cái việc mà và because of thì mang nghĩa là bởi vì nhưng mà lưu ý là ở đây những cái từ như là in spite of và because of của cô ấy nó là giới từ sau giới từ thì mình sẽ phải dùng với lại là danh từ hoặc là vấp in Trong tình huống này phía sau này của chúng ta thì nó lại là clause Đúng không? Nó lại là clause rồi Thì mình sẽ không điền được đáp án B và đáp án D Đúng chưa? Đấy Và ở đây even though là mặc dù thì cũng không hợp với nghĩa với câu này Cho nên đáp án đúng câu này sẽ là đáp án C Đó Đáp án C nhá Đấy thì nó sẽ mang nghĩa là Sẽ mang nghĩa là vì Đúng không ạ? Bởi vì là Ok, tiếp tục sang câu số 10 các con nhá She has always been. She has always been là ở đây chúng ta có gì đây ạ? Cái này nhớ giúp cô cái từ been thì mình sẽ cho sang phía này giúp cô nhé. She has always been gì đấy giờ dream of being a vet since her dog was stolen. Đó là cô ta luôn luôn gì đấy cái giấc mơ là trở thành một cái cái người bác sĩ thú y kể từ khi là con chó của cô ấy là bị bắt đúng không ạ? bị uh, bị ăn cắp. Thì ở đây chúng ta có harboring, chúng ta có growing, chúng ta có shattering và chúng ta có making Không biết là các con còn nhớ động từ shatter không? Những bạn nào đã từng coi một cái video từ Vựng và Cô Phư dạy về từ shatter rồi ạ à. Cái từ shatter này của chúng ta nó mang nghĩa là gọi là vỡ vụn, nát vụn, đúng không? Nhưng cái câu này ở đây thì nó sẽ mang nghĩa là cô ấy luôn luôn nung nấu cái ước mơ, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ dùng cái collocation gì đều với từ the dream này các con có biết không ạ? Đáp án đúng của chúng ta sẽ là Đúng rồi, đáp án A nhá. Harbor, harbor the dream of. Được chưa? Được chưa nhá? harbor the dream of, tức là gì đấy ạ? Nung nấu cái ước mơ gì. cái này là ngược nghĩ hoàn toàn đấy chứ, được không? Ok, bây giờ sẽ là câu số 11 nhá. Câu số 11 đây ạ. The doctor said that the patient was good progress thanks to intensive and continuous treatment. Nào câu này là câu hỏi về collocation thường gặp đây và vẫn là cái 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 bộ câu hỏi thường gặp của chúng ta đi với là do với make với have với lại take thì đây với từ progress này chúng ta sẽ phải lựa chọn gì ạ câu 11 này đã đúng chúng ta phải là make đúng không make progress đúng chưa bác sĩ nói rằng là người bệnh nhân này đã có cái tiến triển rất là tốt do có cái sự điều trị đấy rất là tích cực và và liên tục Yeah. Rồi bây giờ sẽ là câu số 12 đấy ạ Snow is made more magical when, with fairy tale villages, charming cottages, and hallmark movie ready downtowns. Tuyết là trở nên là gọi là kỳ diệu hơn khi mà gọi là cái gì đấy, đó. Khi mà gọi là gọi là đi kèm với lại là cái gì đó đấy, đúng không ạ? Thì ở đây cái từ pair chỗ này mà cô không thấy chủ ngữ mãi đến động từ luôn thì chắc chắn là giảm mệnh đề. Nhưng vấn đề là bây giờ mình sẽ chọn đáp án A hay là đáp án B? Đáp án đây án B ạ? Là tuyết nhá. Bây giờ cái chủ ngữ của cô sẽ là snow đúng không? Chủ ngữ của chúng ta sẽ là hai vế này cùng là snow và động từ của cô là động từ pair. Đó. Thì khi mà mình dùng từ pair câu này mình nên dùng chủ động hay bị động? Snow pairs with fairy tale villages. Villages là những cái làng quê, những cái mái nhà tranh, đó. Rồi là những cái khu trông như là trong phim ấy. Thì tuyết trở nên nó magical hơn, nó trở nên là gì đây ạ? nó trở nên rất là huyền bí hơn khi mà được ghép với câu này phải là câu bị động is paired when it is paired with fairy tale villages là khi nó được gọi là sánh cùng với cái gì đó. cái từ pair này ví dụ như là cô dùng cho một cái tình huống khác là khi mà gọi là cô muốn nối giữa một cái loa với lại là máy tính của cô bằng bluetooth ấy thì người ta hay dùng cái từ pair này đấy ạ Đấy, ready to be paired đấy, Rất là sẵn sàng để có thể là nối Cho nó nối lại ngang bằng lại với nhau đấy yeah. Thì ở đây sẽ là Luôn, luôn là cấu trúc bị động dụng cô Được chưa? Rồi bây giờ sẽ là câu số 13 He will apply for a job When he is graduating From university Until he graduated from university Hay là after he had graduated From university Hay là as soon as he graduates from university Thì câu này Bên này là tương lai với cái sự hòa hợp về thì thì bên này tương lai thì đằng này không thể dùng quá khứ với quá khứ hoàn thành được mình chỉ có thể dùng đáp án a hoặc đáp án đi thôi nó đáp án đây đó là khi anh ta tốt nghiệp nó là hiện tại tiếp diễn còn cái này là ngay sau khi anh ta tốt nghiệp thì hợp lý nhất là mình sẽ chọn đáp án đi đúng không kiến thức cơ bản as soon as cộng với lại là hiện tại hoặc là hiện tại hoàn thành ngay sau khi tốt nghiệp thì anh ta sẽ đi xin việc được chưa rồi câu số 14 giúp cô đi ạ her second venture a software firm is booming and will soon be ready to more staff. Câu hỏi phrase verb của chúng ta là không có này. Là cái hãng công ty của cô ấy là bây giờ là đang phát triển mạnh, booming. mình và là sẽ sớm sẵn sàng là thuê thêm nhân sự. Thì thuê thêm ở đây mình sẽ chọn từ gì với câu số 14 này ạ? À? Thuê thêm thì sẽ là gì ạ? À? Sẽ là take on. Yeah. Take on nó giống như là recruit. Recruit more staff. Yeah. Get on có mối quan hệ tốt với ai? Depend on phụ thuộc vào put on mặc quần áo vào không phải. take on. Yeah. câu số 15 đi ạ. There are plenty of solutions that have been tried and tested successfully in many countries. Câu số 15 này chúng ta cần một cái cần một cái idiom. Nào idiom ở đây của chúng ta sẽ là gì? Câu này chúng ta lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì các con nhỉ? Đáp án đúng của chúng ta câu này là đáp án gì ạ? Câu này chúng ta có một cái gọi là ở à đây cô có này Tôi còn sẽ sửa cho cô một chút ở cái đề cái chỗ này là nó là từ off the pack và cái từ này là off the beam được yeah. chưa Đấy, nguyên gốc cái đề là như này rồi bây giờ câu số 15 này mình chọn đáp án gì there are plenty of solutions that have been tried and tested successfully in many countries được yeah. chưa yeah, câu này cô có này đây là các cái câu idiom và ở đáp án A của chúng ta off the beam thì mang nghĩa là on the wrong track được yeah. chưa Câu này có mang nghĩa là on the wrong track Cái idiom này mang nghĩa là on the wrong track Có nghĩa là Nó là sai đường ấy, đúng không? On the house là một cái idiom mà mình đã học rồi Từ on the house này cũng đã từng thi trong đề thi thử rồi Nó mang nghĩa là chủ nhà là đãi một cái gì đấy miễn phí Đúng không? Cái gì đấy là free Chạy đãi một cái chầu bia miễn phí hạn Off the pack thì mang nghĩa là ready made Có nghĩa là nó đã có sẵn rồi Ready made cái này mình cũng học rồi đúng không? Còn on the shelf thì nó mang nghĩa là No longer useful Nghĩa là một cái gì đấy nó không còn hữu ích nữa thì ở trong câu này đáp án đúng của chúng ta đây sẽ là đáp án gì có rất là nhiều những cái giải pháp gì đấy mà đã được thử nghiệm và đã là xét nghiệm gọi là thử nghiệm một cách thành công đấy ở các quốc gia khác rồi thì ở đây chứng tỏ sẽ là có rất là nhiều những cái giải pháp mà gọi là ready made đúng không đã có rồi ấy thì mình sẽ chọn đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C đúng không ạ có rất là nhiều những cái giải pháp gọi là ready made đấy chưa là đã có sẵn rồi rồi đáp án C các con nhé đấy chưa rồi câu số 16 đi ạ I educational courses for business and professional men and women in New York since move here since I move here nhỉ yeah. kể từ khi tôi đến đây thì tôi đã làm nó tiến hành những cái khóa học về giáo dục cho những cái nam nữ là về gì à? chuyên nghiệp về kinh doanh ở New York thì ở đây với courses thì chúng ta sẽ chia gì câu này là câu hỏi về thì của động từ thôi khi chúng ta có seen và chúng ta có quá khứ rồi thì về còn lại mình với còn lại mình sẽ chia hiện tại hoàn thành thôi đúng không đáp án đúng của chúng ta câu này sẽ là đáp án C đúng rồi ạ à. have been conducting đã, đã tiến hành rất là nhiều những cái khóa học về giáo dục alright câu số 17 bảy Câu số 7, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì? Cô có đáp án A là are they, đáp án B là aren't they, đáp án C là is it và đáp án D là isn't it. Đấy ạ. Câu này là câu hỏi đuôi tủ và hôm trước là mình vừa mới học xong. Được không? Trong tuần vừa rồi mình vừa học xong với câu hỏi đuôi đúng không con nhỉ? Nào nobody thì cái đuôi của chúng ta là dây, được chưa? Cái này là phủ định rồi, cái này là khẳng định của động từ to be thì cái này nó sẽ là A dây thôi, đáp án đúng là đáp án A. Đúng có đúng là chúng tủ không? chúng mà bạn nào học câu hỏi đuôi trong tuần vừa rồi các con có khẳng định giúp cô là câu 17 này chúng tủ đúng như cái gì mình đã từng ôn không ạ mình đã ôn cái gì để chúng tủ cái này đúng không câu số 18 là gì ạ avoid thì đi với lại là vấp in danh động từ cho nên đáp án đúng câu này sẽ là đáp án đi đúng không ạ chúng ta nên rửa rửa tay đó rửa tay đấy để tránh là bị nhiễm virus được chưa ạ rồi câu số 19 nhá If they hadn't raised our awareness of the disease, we of it as seasonal flu. Câu này là câu điều kiểu lại ba, chưa ạ? Bên này đã có quá khứ hoàn thành rồi thì rõ ràng là về bên này của cô cô sẽ phải chia would have cậu với phân từ 2, được không? Đó đúng rồi chúng ta câu này sẽ là đáp án B. Được không? Nếu mà họ mà đã không nâng cao nhận thức của chúng ta về cái bệnh này thì hẳn là chúng ta có thể là đã nghĩ về nó như là một cúm, cúm mùa, à, chứ không phải là coronavirus, được không? We would have probably thought of it as seasonal flu. Ok chưa ạ? Ok nhá. Rồi bây giờ sẽ là sang hai câu hỏi tìm từ gần nghĩa này. Câu số 20, đáp án gì với từ modify ạ? À? Instead of simply punishing them, the system encourages offenders to modify their behavior. Nào thay vì đơn giản là phạt họ thì cái hệ thống ở đây là khuyến khích những cái người vi phạm chúng ta có từ offenders là người vi phạm nhá. Đó là modify, đúng Làm thay đổi cái cái hành vi của họ. Thay đổi cái hành vi của họ thì modify đây sẽ gần nghĩa với từ gì ạ? À? Chắc chắn sẽ là change Đâu khó đâu đúng không? Change Construct là xây dựng Conserve, bảo tồn, beautify là làm đẹp Không phải đúng không? Câu số 21 nhé Skydiving is hazardous sport As you could be killed or seriously injured doing it yeah, Đây là một cái môn thể thao Và nó là một cái môn thể thao rất là nguy hiểm Hazardous Bởi vì bạn có thể là bị giết chết Hoặc là bị thương nghiêm trọng đúng không? Thì courageous ở đây của chúng ta sẽ mang nghĩa là Rất là gì đây ạ? rất là dũng cảm Marvelous là tuyệt vời Luxurious là rất là xa xỉ Và dangerous là nguy hiểm Do đáp án đúng của chúng ta câu này là đáp án đi rồi Đúng không? Được chưa? Môn thể thao mạo hiểm Ok, câu số 22 nào Bài này là bài tìm từ trái nghĩa nhá. Nào According to one research study Rude behavior in students can even spread like a virus and lead to school violence cái 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 cách cư xử thô lỗ ở trong một cái nghiên cứu gần đây người ta nói rằng là cái hành vi thô lỗ ở học sinh là thậm chí là cũng lây lan như là virus luôn và dẫn tới bạo lực ở trường học cái từ rút là thô lỗ thì mình biết rồi nó sẽ giống như là aggressive nó giống như là polite nó giống như là aggressive nhá thì bây giờ trái với nó là gì cái này mang nghĩa tiêu cực rồi à? cái này cũng mang nghĩa tiêu cực cái này cũng mang nghĩa tiêu cực và cái này cũng mang nghĩa tiêu cực chỉ có từ này là mang nghĩa tốt đẹp thôi cho nên đáp án đúng sẽ là đáp án đây đúng không ạ courteous mang nghĩa là lịch sự Lịch thiệp Câu số 23 đấy các con After After A good night's sleep She woke up feeling as fresh as a daisy And eager to start work again Đó là sau Một cái đêm ngủ ngon Thì cô ấy thức dậy là cảm thấy rất là tươi Rất là tươi tỉnh ạ Tươi như là hoa luôn Ngủ dậy cảm thấy tươi như hoa Đấy ạ Sẵn sàng bắt đầu lại làm việc tiếp Đó Thế thì bây giờ nó sẽ là gì đây ạ cái này là nó tươi tắn thì nó giống như là energetic. Đó. Optimistic là lạc quan, tragic là bi kịch. Và lethargic có nghĩa là mệt mỏi. Rõ ràng đây giải trái nghĩa với nó sẽ là lethargic. Được chưa? Alright, bây giờ mình sẽ cùng đến với hai câu hỏi thuộc phần giao tiếp xã hội nhé. Evelyn and Jonathan are talking to each other about the consequence of the covid-19. Nói chuyện với nhau về cái tác động của covid-19 thì Evelyn nói rằng we have all experienced a great deal of disruption. Tất cả chúng ta đều trải qua những cái sự xáo trộn rất là lớn. Đó rất là nhiều những cái sự xáo trộn nhá. Yeah. A great deal là đi với danh từ không đếm được, nhớ giúp cô nhé Thì ở đây câu này nó là một cái statement, đúng không? Và cái cách trả lời ở đây đó là sẽ là đồng tình hoặc phản đối và sau đây nói thêm. Our life and work have been adversely affected. Nói thêm này. Cuộc sống và công việc của chúng ta đã bị ảnh hưởng một cách là rất là nặng nề, đúng không ạ? I couldn't agree more hay là you must be kidding hay là sure everything is ready hay là I don't think that's a good idea. Coi trả đáp án gì ạ? Câu này của chúng ta chắc chắn là đồng tình rồi, sau đấy là nói thêm một cái ý rất là đồng tình với ý trên Nên sẽ là I couldn't agree more Đúng không? Cái này cũng trúng tủ đúng không ạ? Trong bài giao hiệu sự câu hỏi giao tiếp xã hội Đúng không? Tôi không thể đồng ý thêm được nữa Và câu 25 là gì ạ? A custom officer is talking to a client at the airport Đó là một cái nhân viên hải quan Thì đang nói chuyện với một cái người khách ở sân bay Can I have your passport please? Tôi có thể xem hộ chiếu của bạn được không? Thì người kia nói rằng là gì? No, I think it's expired. Không, tôi sẽ nghĩ rằng là nó đã hết hạn. Cái này vừa không đúng ngữ pháp mà vừa không hợp đúng không ạ? Thank you for your help. Cảm ơn vì giúp đỡ đây không phải. Yes, hiểu có. Vâng, đây thưa ngài thì đáp án này đúng này. Đáp đi là but I don't like it. Nhưng mà tôi không thích. Không thích thì về đi, đúng không ạ? Khỏi vào, đúng không? Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ là đến với lại là bài bài đọc điền các con nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với bài đọc điền nào. Human beings have a superpower. Con người có một cái tài năng gọi là gọi là siêu nhiên, superpower. Đó là sweating, đó là đổ mồ hôi. Yeah. Khi mà nhiệt độ tăng lên ấy thì là mồ hôi bắt đầu là ra thoát ra khỏi những cái lỗ chân lông bốc hơi và nó sẽ giải phóng cái năng lượng mà sẽ khiến cho da của chúng ta là nó sẽ lạnh đi, và giữ cho thân thể của chúng ta khỏi là không bị overheating đúng không ạ không bị nóng quá thì ở đây cái từ keep này sẽ đi với giới từ gì from on with hay là under và nó mang nghĩa là giữ cho thân thể của chúng ta khỏi cái bị là overheating thì chắc chắn là nó sẽ phải là from đúng không ạ keep something from yeah. keep something from giữ cho cái thân thể của chúng ta là khỏi là bị overheating đúng không? tiếp nhá cái cơ chế tự làm mát này self cooling mechanism thì đã giúp cho con người đây là đã là gì đấy ạ? Tỏa ra cái gì? Spread to hot and humid corner. Corner of the globe. Thì đây là đã giúp cho con người có thể là tỏa ra được đây là thế là mọi cái chân trời góc bể rất là nóng và là ẩm của trái đất đúng không? Ở đây corner của chúng ta là một cái danh từ đếm được mà đang có thể là số ít. Thì chúng ta sẽ không dùng most, nếu như most thì corners nó sẽ phải có s gì. Or cũng vậy all corners. Yeah. almost thì đi với dạng là almost all of the hoặc là almost every. Đấy. Nó không đi trực tiếp với danh từ nhá. Almost không đi trực tiếp với danh từ, cho nên là câu này đáp án đúng chúng ta sẽ là every. Every đi với lại là corner là ổn này. To every hot and humid corner of the globe. Tức là đây là sẽ là lan ra tới mọi cái góc của địa cầu mà nó nóng và ẩm. Chính là nhờ cái cơ chế đổ mồ hôi này. Ở sang câu số 28 của chúng ta là câu hỏi về đại từ quan hệ yeah. Where, why, when hay là which Ở đây chúng ta có câu như sau này Đó là cái giới hạn này gặp phải khi mà một cái nhiệt kế bóng đèn đó Thì được cuốn vào một cái khăn ẩm Và đây là gì ạ? Một cái sự đo lường về cái nhiệt độ và cái độ ẩm Mà được biết đến như là wet bulb temperature Vậy thì cái này ở đây thay thế cho một cái cụm danh từ thì Rõ ràng mình dùng that hoặc là which rồi đúng không? That hoặc which Nên câu này mình sẽ lựa chọn đáp án đúng của câu số 28 là đáp án đi Người which Which is known as wet bulb temperature Đấy ạ Và đây là liên quan đến 35 độ C và 95 Fahrenheit Đó Ok chưa ạ Và ngay cả những người khỏe mạnh nhất Mà rơi vào cái tình trạng gọi là Gọi là nước mà bị không giới hạn Mà cũng có thể là sẽ là gì đấy ạ Sẽ là chết sau gì đấy Một vài tiếng ở trong cái điều kiện này Được chưa Scientists have thought that this temperature extreme occurs rarely if ever on Earth, as the globe warms, wet bulb temperatures around 35 degrees Celsius could become more common toward the end of the century in certain regions, endangering hundreds of millions of people. Thế câu 29 của chúng ta sẽ là gì? Consequently, có nghĩa là kết quả là However, có nghĩa là tuy nhiên Otherwise, nghĩa là nếu không thì Và additionally, có nghĩa là thêm vào đó Thì câu này là gì ạ? Các nhà khoa học đã nghĩ rằng là cái nhiệt độ này đúng không cái nhiệt độ mà nó gọi là lên mức extreme này nó rất là hiếm khi xảy ra ở trên trái đất đúng không? nhưng mà tuy nhiên con này nó phải là tuy nhiên đúng không? tuy nhiên là khi mà trái đất nóng lên thì cái nhiệt độ này nó trở nên rất là thường thường xuyên tuy nhiên nhé có từ gì ạ chọn từ tuy nhiên nữa however tuy nhiên tuy nhiên nhé however đúng không không phải là kết quả là hay là nếu không thì hay là thêm vào đó đúng không có chọn từ thêm vào đó được không ạ thêm vào đó không phải tuy nhiên ở đây vì cái này mình có từ Really là hiếm khi và cái này là mình có từ common là hai cái này ngược nghĩa nhau này cho nên là các con lựa, lựa chọn từ however là hợp lý yeah. và câu 30 nhá if carbon emissions aren't curbed in the coming decades yeah, nếu như mà cái cái sự gọi là thải ra của khí carbon mà không được gọi là chặn lại cái từ curb này À. cái curb này nó có nhiều nghĩa Trong đó nó có một nghĩa là lề đường ấy Được chưa ạ? Curb này còn có một cái nghĩa nữa là lề đường là Nó sẽ là chặn cái cái lề, cái 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 cái, cái vỉa hè Với lại là cái đường Vì thế cho nên nó là lề đường ấy, ạ? Thì một cái nghĩa khác ở đây đó là cái sự kìm lại hoặc là sự hạn chế Ví dụ như là kìm cơn giận người ta sẽ dùng là A curb on one's anger Đó Curb one's anger, nén giận lại Ví dụ là như vậy kìm lại đấy. thì cái này là nếu như mà cái khí thải này không được kìm lại. bây giờ cái collocation của chúng ta là dùng cái trạng từ gì đi với từ khớp này. intensively là một cách sâu sâu sắc, đúng không ạ? significantly là quan trọng. overwhelmingly ở đây có nghĩa là rất là gì đấy ạ? rất là vượt trội, đúng không? À, và drastically là mạnh. cái từ khớp đây thực ra không khác gì cái từ decrease là giảm hoặc là reduce. trong tình huống này mình dùng là reduce, bởi vì nó là câu bị động, đúng không? Đấy, hoặc là control trong cái tình huống này nó đang là cô bị động với các con thì khi mà bạn nghĩa là kiểm soát hoặc là giảm thì mình sẽ dùng cho cô cái collocation đó là đáp án đi drastically ạ mình không dùng những từ còn lại nhá mình không dùng những từ còn lại đâu ạ đấy, không phải là áp đảo mà cũng không phải là significantly có một số bạn chọn từ này này không nhưng mà đáp án đúng của chúng ta là drastically cơ này câu này là khó nhá ở trong bài đọc điền đây là cái bài này cô nghĩ là nó rất là phù hợp với đề thi của chúng ta này Là sẽ có một câu vận dụng cao ở trong cái bài đọc điền này Thì đây chính là câu vận dụng cao đó Nhưng mà còn lại thì từ câu 26 cho đến câu 29 thì cô thấy là không khó Không có gì để mà thắc mắc ở từ câu 26 đến 29 cả Đấy chưa? Cho nên với những bạn mà đặt mục tiêu 9 điểm thì chả sao Sai câu này không sao ở Tiếp theo là chúng ta có các cái bài đọc hiểu Cô sẽ chữa riêng và upload lên Youtube cho các con sau Được chưa ạ? Nào bây giờ chúng ta sẽ xem nhá Có hai bài đọc hiểu Cô sẽ chữa sau Thì bây giờ mình sẽ còn câu gì nữa Bây giờ mình sẽ còn phần viết lại câu này Nha Đấy, Các câu từ 36 trên 42 là cô sẽ chữa riêng Nha. Ở trên page thì cô sẽ chỉ chữa Cô chữa tất cả trừ hai bài đọc hiểu Ý là như vậy Và phần youtube thì cô sẽ chữa các bài đọc hiểu cho chúng ta ạ Câu 43 của chúng ta là gì? Children being punished often want to regain the warmth, care and approving Nào ở đây là kiến thức về parallelism Now, Parallelism của chúng ta là cấu trúc song song Cấu trúc song song của chúng ta là cái này nó là danh từ rồi Cái này cũng là danh từ Thì cái này nó lại là approving thì không ổn Đó, Approving là danh động từ Danh từ của nó là approval cơ mà Được không? Tại sao không dùng approval? cho nó song song với lại là hai cái này cái cấu trúc song song là mình cũng học tủ rồi cho nên là cô hy vọng là các con đều làm đúng được câu 43 này là đáp án C câu 44 là kiến thức về sự hòa hợp với chủ ngữ và động từ hai phần này rất là rất là trúng tủ và either of là một trong hai đó thì sim không thể chia số ít được đâu mà sim à không thể chia số nhiều được đâu mà phải chia số ít nha yeah. nên câu này chọn sims mới là đúng được chưa rồi tiếp tục nhé câu 45 There was an overwhelmed interest in the story of King Kong from its first appearance in 1933 movie to the popular remake of that film in 2017. Nào có nhiều bạn nghĩ rằng là câu này bị sai. Mà cái mà gọi là làm lại bộ phim Thì remake là đúng ạ Thực ra cái đáp án ở đây của chúng ta là đáp án A Overwhelmed này ấy, Thì nó là dạng phân từ hai Nhưng mà cái sự yêu thích Mà gọi là rất là áp đảo và lấn át Người ta dùng từ overwhelming Chứ không dùng từ overwhelmed Nó phải là overwhelming mới đúng ạ yeah. Overwhelming nghĩa là nó rất là áp đảo yeah. Nó có một cái Sự vui thích rất là áp đảo Overwhelming yeah. Thì cái này mình sẽ dùng cho cô dạng thức là phân từ ở hiện tại phân từ thôi vì lý do là nó không phải là là bị áp đảo không phải là một cái sở thích bị áp đảo nó giống như thể là chúng ta có interested và interesting interested và interesting đó thì tôi bị thích một cái gì đấy tôi thích một cái gì đấy đúng không? thì người ta hay chia bị động đấy là cái gì đấy làm cho tôi thích vì nó là động từ là làm cho ai như thế nào và cái đó nó nó gây thú vị thì mình sẽ dùng dạng chủ động cho nên là cái này nó là chủ động này và cái này nó là bị động này đó. Đấy. một cái gì đấy làm cho tôi thích tức là tôi bị thích ý là như vậy và một cái gì đấy nó gây sự thích thú thì nó sẽ là interesting cái này là có một cái sự yêu thích ở đây là không cái một cái sự quan tâm ấy một cái sự quan tâm mà gây áp đảo ý là như vậy đó thì câu này chúng ta sẽ lựa chọn cho cô là Nó là một cái sự quan tâm rất là mạnh rất là lớn ấy nó không thể nào mà chống lại được thì nó phải là mang tính chủ động dùng overwhelming còn overwhelmed dùng với lại là một người nào đấy mà bị áp đảo được chưa ok bây giờ mình sẽ đến với năm câu hỏi viết lại câu trách nghiệm trước khi mình kết thúc các con nhá câu 46 ạ most people get fewer colds in the summer than in the winter hầu hết mọi người là ít bị cúm vào mùa hè hơn là mùa đông được chưa ít bị cúm ấy, vào mùa hè hơn là mùa đông được chưa ạ rồi ở đây đáp án a là gì mùa đông thì làm cho mọi người là bị cúm nhiều như mùa hè không đúng đúng không đáp án b một người có thể là bị cúm vào mùa đông nhiều hơn đấy so với mùa hè dễ bị cúm vào mùa đông hơn là mùa hè đấy, đúng chưa ạ vì cái này là ít cúm vào mùa hè hơn mùa đông Nghĩa là mùa đông nhiều hơn cái này đúng rồi này đúng không? Đáp án C là mọi người bị lạnh hơn Ngày càng lạnh hơn vào mùa hè so với mùa đông Thì không phải Đáp án đi là nhiều người hơn là bị Là nhiều cái cảm lạnh vào mùa hè hơn là mùa đông Cũng không phải Không phải là more in summer Mà phải là fewer in summer Fewer nhớ là ít hơn Như vậy câu này đáp án đúng là đáp án B Câu này rõ ràng là cái strategy của chúng ta ở đây là dịch Và dựa theo cái kiến thức ngữ pháp Dịch dựa trên gì? dựa trên cái kiến thức ngữ pháp Đấy, yeah. Rồi câu số 47 đây ạ Câu này là câu dự đoán Cấu trúc câu dự đoán nhé Is possible that Newton has got lost Có lẽ rằng là Newton đã bị lạc mất rồi Với cái từ có thể này không thể dùng must được Must have gone có nghĩa là chắc chắn Nó là sure ạ. Yeah. Nên câu này không đúng này cái này là there's possibility that Newton will get lost. Thì will là tương lai không đúng. ạ. Cái đáp án B với đáp án C Newton was highly likely to get lost Nghe có vẻ đúng yeah. Newton thì có khả năng cao Là bị lạc Nhưng mà nếu thế thì cái to get lost này phải chia là To have got lost thì đúng hơn Bởi vì nó đã xảy ra trước đấy rồi Cho nên đáp án đúng câu này, chọn đáp án D giúp cô này May well have got lost Có nghĩa là Newton là đây là Là đã Cái từ may này chính là possible Hoặc là possibly Đấy yeah. ạ May have done là Có lẽ là đã bị lạc rồi Và ở đây có thêm cái sự xuất hiện của trạng từ well Thì có nghĩa là Cái khả năng cao ấy Newton là khả năng cao là bị lạc rồi mày ạ Kiểu như vậy đúng không Đó. Thế còn câu 48 là sao ạ Stop drinking or you'll be ill The doctor told me Nó là uh, đừng uống rượu nữa Không là bạn sẽ bị ốm đấy Thì đáp án A là tôi bị ra lệnh Là không uống rượu để hồi phục Recover from là hồi phục đúng không? Hồi phục khỏi cái trận ốm thì không phải đúng không ạ? Đáp án B, I was warned against a drinking a lot of beer to stay healthy. Là tôi bị cảnh báo là chống lại cái việc uống nhiều để có thể trở nên khỏe mạnh. Ở đây không phải là chống lại cái việc uống nhiều nữa mà là phải dừng luôn mới đúng đúng không ạ? Đáp án C, bác sĩ là gợi ý là uống rượu để điều trị ốm thì cũng không phải. Treat đây là để điều trị ấy, không được đúng không? Đáp án đúng rồi đây đáp án D. Nào đây chúng ta có give up thì bằng với stop. Đó, khuyên. Đó, khuyên tôi là bỏ rượu để tránh bị ốm. Thì là đúng đấy ạ. Yeah. Rồi câu 49 đây ạ. Hai cái câu hỏi ghép câu của chúng ta là xong mình kết thúc này. Câu 49. I never came to this city. I couldn't meet him. Tôi chưa bao giờ tới cái thành phố này và tôi đã không thể gặp được anh ta. Các bạn ơi, at no time I came to this city. Nếu mà at no time đứng ở đầu câu như này thì phải có hiện tượng đảo ngữ. Đúng không? At no time Về never Đứng ở đầu câu này Phải có đảo ngữ Không có đảo ngữ Thì sai nhá Đáp án B Never do I came Come to the city Sai Bởi vì ở đây không phải là Không phải là do I come Bởi vì đang là khi Ở quá khứ Đây là sai này Đáp án C I wished I had come to this city I could have met him Nếu mà ước như thế này Thì người ta không dùng phẩy Đi một mệnh đề mới như thế này Vì trong câu điều ước Thì người ta không dùng phẩy sang mệnh đề mới như thế này Đó nó chỉ giống như câu đáp án đi mới đúng này Giá như tôi đã tới thành phố này Tôi đã có thể gặp anh ta Đáp án đúng câu này đây sẽ là đáp án đi Được chưa? Giá như đúng không? Giá như Giá như là tôi đã đến cái thành phố này Tôi đã có thể gặp anh ta rồi Thì uh, I wish và if only nhé Mà hơn nữa câu này lại còn I wish ở trong quá khứ nhé Tôi đã ước là tôi đã đến thành phố này Xong lại phải nói chung là không đúng ngữ pháp Đúng không? Câu này chỉ là tôi ước gì là Giá như là tôi đã tới thôi đó. cái câu phát của chúng ta trong quá khứ thì if only chúng ta sẽ chia quá khứ hoàn thành rất chính xác rồi ok bây giờ sẽ là câu 50 right after Vietnam national football team won the AFF Cup 2018 thousands of fans flocked to the streets to celebrate nào đây chúng ta nhớ giúp cô từ flocked từ flocked đi với lại là to Yeah. flocked to the streets có nghĩa là có nghĩa là gọi là đổ đổ ao ao ra đường đúng không? flock đây là đám đông rất là lớn hàng ngàn fan là đổ ra đường để ăn mừng ở đây chúng ta có right after right after thì dẫn đến là nó giống như là as soon as và đi với cấu trúc là hardly when đúng không một cái câu tủ trong phần viết lại câu của chúng ta đúng không ngay sau khi cái này đến cái kia thì trong bài trong bài viết lại câu trắc nghiệm của chúng ta cũng có cái này rồi có rồi đúng không ạ ngay sau khi như thế này thì dùng vừa xong đúng không vừa mới thắng xong là đổ ra đường đúng không ạ? Đấy chúng ta có scarcely had Vietnamese national football team won. Đấy, đảo ngữ này, rồi cộng với when. Đấy, đúng rồi này, đúng không? Đấy, đội tuyển là thắng thì fan đổ ra đường đúng rồi. Đáp án này, hardly đi với gian, sai, hardly đi với gian. Nhìn phát sai ngay. Chúng ta phải có cái kỹ năng nữa, hardly đi với gian này là sai, scarcely hoặc là hardly đi với when mới đúng ạ. Hardly đi với gian sai. Nếu như mình dùng no sooner thì câu này mới đúng được. No sooner đi về gian Đáp án C Chỉ sau khi hàng ngàn fan đổ ra đường Thì mới thắng thì có mà chết à Để Đổ ra đường mới thắng Đáp án đi là cái gì đấy ạ? À? No sooner đi về gian này Nhưng mà no sooner là lại cũng là vừa mới đổ ra đường Thì đội tuyển thắng là cũng không đúng Đúng chưa? Vậy là đội tuyển vừa mới thắng xong phát là phải đổ ra đường ngay Đúng chưa ạ? đáp án đúng câu này sẽ là đáp án A Đúng chưa ạ? Các con yêu quý bây giờ là chúng ta đã chữa xong cái đề này Đấy, khá là đơn giản khi mà mình chưa tính đến hai bài đọc hiểu đúng không? Đấy, hai bài đọc hiểu, hai bài đọc hiểu của đề của trường chuyên hay bình này cũng tương đối là khoai đấy các con nhé, nhưng mà vẫn chưa khoai bằng hai bài đọc hiểu của đề trường chuyên lam sơn. đề trường chuyên lam sơn thực sự là đúng là quá buồn luôn với bài đọc hiểu, đúng không? À, những bạn mà học trường chuyên lam sơn thì cô thực sự nghĩ rằng là trường đang rất là tạo điều kiện để các con học nhiều hơn để có được nhiều điểm 10 hơn trong kỳ thi sắp tới. nữa. Ok. Còn đề chuyên Thái Bình này của chúng ta thì thực ra thực sự là bài đọc hiểu thì cũng không quá khó đâu. Nên là chúng ta sẽ được cô Phư chữa cái bài này và cô sẽ upload lên trên YouTube của chúng ta ha. Được chưa? Các con chịu khó theo dõi page của cô thì cô sẽ đăng tải các cái nội dung này. Được chưa? cô sẽ đăng tải sớm cho các con cái bài đọc hiểu của đề chuyên Lam Sơn cũng như là hai bài đọc hiểu của cái đề trường chuyên Thái Bình này nhé. OK các con yêu quý. À, ngày mai thì chúng ta sẽ cùng thử sức với cái đề tham khảo số 1 của cô Mai Phương trong bộ 20 đề à, phát triển từ cái đề tham khảo số hai. Đấy, cô nhắc lại nhá là mình sẽ mình sẽ có cái đề đó là ở trên web của chúng ta web ngoại ngữ 24 giờ .vn và ở trên web ấy thì Ngày mai là cô sẽ mở tự do cái đề này Các con chỉ cần vào là sẽ làm được ạ. Đề này cô nhắc lại đó là hai bài đọc hiểu Là hoàn toàn mới tinh Không bao giờ có bất kỳ một cái nguồn nào Bởi vì là cô tự nghĩ ra Thế ạ. Nên các con vào thử sức giúp cô Sau đó các con sẽ nói với cô xem là đề có hay không Một bài đọc hiểu 7 câu liên quan đến chủ đề coronavirus Đấy chưa ạ và các con sẽ thử sức cái đề này Đề này cô nghĩ là nó cực kỳ hay và sát với đề thi Với những câu hỏi nhận biết thông hiểu của cô thì nó cực kỳ là dễ Rất là dễ để đạt được 5 Đấy vậy? 5, 6 không khó Nhưng mà để đạt được 9, 10 thì cũng là một cái thử thách Vì thế cho nên là các con hãy thử sức với đề thi vào ngày mai Top 30 nhá. Nhớ giúp cô là top 30 bạn làm tốt nhất Ở trong cái đề thi ngày mai cô sẽ tặng 30 cuốn sổ Cô Mai Phương Đấy ạ Cô sẽ tặng 30 cuốn sổ cô Mai Phương cho những bạn nào mà làm tốt nhất trong cái đề ngày mai của chúng ta Và chúng ta sẽ nhận được sổ luôn Ok chưa ạ? Yeah. Nhá Alright, các con yêu quý chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái buổi học sau Ngày mai cô sẽ cô sẽ um, tặng quà cho 30 bạn top 30 nhá yeah. Top 30 bạn đạt điểm số cao trong cái đề đầu tiên À, riêng là đề đầu tiên thì mới có cái này thôi ạ. À. Vì thế cho nên là các con hãy thử sức nhé. Chúc các con may mắn để có thể lọt vào top 30 bạn có điểm số cao nhất ở trên web vào ngày mai. Ok. Alright, cảm ơn các con rất là nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Ok nhá Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cố chúc các con học tốt và thi đậu vào trường đại học của các con mong ước nhé. Good night.